dễ ơi. Con dê không mẹ? Dê là con. Con gì kìa mẹ? Rồi tiếp theo đây thì bên tay phải của gia đình mình, đây là ngôi nhà của bạn Linh Dương Sừng Sẫn. Nhà bạn Linh Dương Sừng Sẫn thì bạn đây có từ 6 đến 10 phòng dòng bạn sinh luôn mình nhé. Con dê. Con dê con anh hồ con dê. Anh hồ cầu. Đấy cậu ra đấy. Anh hồ của mình đấy. Cũng chán cả ông rồi. Ơi ngửa vai bên này này. Đây, ư rồi Linh Trương này. Con vịt kìa. Con đi đâu? Đi đâu? Sao đi? Đi đâu? 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 Đi
để đồ ở đây. Con giấy mới xin đi vậy không? Nặng à? Nặng à? Chị cô đi, có lẽ chị cô còn chuẩn bị xin đó. Con xuống ngủ. Đây là mình đi.